kính cổ kính đẹp thì cũng chỉ được đến như thế này thôi các bác ạ, không thể hơn được. Chào tất cả các bác đã quay lại với kênh kính mắt của em Tiến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì cái phiên kính rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Em lên cho các bác rất nhiều kính đẹp, rất nhiều kính siêu phẩm. Và các bác có thể thấy là những chiếc kính Ray-Ban Ferrari, chiếc kính phân cực, những cái dòng kính Mỹ, kính Ý rất đẹp, những cái dòng giọt lệ về các bác nhá. Và đặc biệt ngày hôm nay lại có thêm cả chiếc Ray-Ban Pi Caravan. Đấy, Truman này, đấy một chiếc rất là đẹp luôn. OK và ngoài ra những cái dòng general, những cái dòng kính cơ bản cũng rất là nhiều và rất là đẹp, có những cái chiếc uh, top gun. và trước khi vào video các bác nhớ là ấn cho một nút like bên góc phải màn hình, ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em mỗi khi em ra video các bác nhé, ấn cái nút like là cái nút có hình mũi tên, mũi tay đấy các bác, cái hình uh, cái hình cái tay như thế này này và cái nút đăng ký kênh để ủng hộ em các bác nhé. OK mời các bác vào video cùng em tiến ngày hôm nay các bác ơi. Chiếc kính đầu tiên ngày hôm nay lên cho các bác là một chiếc kính rất đẹp các bác ạ 879 2 triệu 600 nghìn đồng Độ mới là gần như là 100% luôn 100% cắt tiêu v những cái tia có hại cho mắt của chúng ta các bác nhé Đây là một chiếc kính Italia Bên trong thì đang còn nguyên vẹn giấy tờ khăn lọc Đấy sổ sách giấy tờ khăn lọc các bác nhé và các bác nếu mà mùa ở hè mùa thu này chúng ta muốn đi chơi chúng ta muốn đi gặp gỡ bạn bè chúng ta có một chiếc kính đeo vào rất là đẹp các bác nhé và đặc biệt là cái dòng kính Ray Ban Club Master rất là thịnh hành ở Việt Nam cũng như ở bên Nhật các bác có thể thấy này đây là một chiếc Club Master phong dáng cực kỳ đẹp luôn RB3016 chữ Ray Ban được viết ở góc 11 giờ và ở cái góc 3 giờ này nó sẽ có chữ RB chữ RB này thì sẽ là được triện chìm các bác nhé chữ RB này sẽ được chuyện chìm đây em quay rất là rõ các bác này đấy, chiếc này thì không gọng là màu đen đấy hơi gọi là đổi mồi một chút rất là chất lượng đấy không gọng các bác thấy này đấy không gọng màu đen rất đẹp luôn các bác nào mà ưng ý chiếc này thì nhắn tin cho em sớm nhé vì ngày hôm nay thì em săn được duy nhất duy nhất có một chiếc này thôi đấy độ mới gần như là một phần trăm luôn tự tin nói với các bác độ mới là một phần trăm luôn khung gọng rất là đẹp này mắt kính này chưa hề một vết xước sát luôn độ mới là 100 phần trăm mắt kính của nó là mắt g15 các bác nhé màu của nó là màu g15 đây các bác xem màu mắt của nó độ truyền tải ánh sáng cực kỳ tốt luôn form dáng này chuôi gọng rất là thẳng luôn em để trong đây để các bác nhìn cho nó rõ nhé không gọng rất là thẳng luôn đấy các bác đeo cái dòng này thì nó lại thuộc cái dòng unisex nam hay nữ đều đeo được hết các bác nhé nam hay nữ đều đeo được hết và chuôi ve cũng thứ đang còn rất là đẹp Bên góc phải, gọng bên phải thì sẽ ghi đấy là Ray-Ban Made in Italy. Và gọng bên trái thì sẽ ghi đấy là RB3016 Club Master. Đấy, 5121. Thực ra là những cái dòng kính ở bên Nhật em chuyên đi săn hàng lướt. Đấy, chủ yếu là hàng lướt thôi. Chứ không, em lại không bán hàng kính hàng mới. Chủ yếu là mình đi săn có chiếc nào thì mình bán chiếc đấy thôi. Đấy, chiếc kính này thì khung gọng cũng đang còn rất là đẹp. Nói chung là đang còn rất là chất lượng và cái dòng này thì ở Việt Nam các bác đeo rất là nhiều nam nữ nam hay nữ đeo đều được vì nó là cái dòng unisex ở bên Nhật hiện tại cái dòng này người ta cũng đeo rất là nhiều các bác ạ đây bề ngang của em nó là 14.4 14.3 cm các bác nhé phù hợp cho tất cả các dạng mặt luôn và chiếc kính này thì ngày hôm nay em về tay các bác với mức giá là 2 triệu 600 nghìn đồng bác nào mà ưng ý chốt thì nhắn tin trực tiếp cho em đấy số điện thoại Zalo thì em luôn để trên cái góc phải màn hình hoặc cái mã QR em để ở đây các bác chỉ cần quét cái uh, uh, camera qua đấy là nó sẽ hiển thị các bác nhé còn nếu các bác kết bạn bằng số điện thoại zalo ấy thì các bác nhớ chọn mã vùng là 81 các bác nhé mã vùng japan và chiếc kính thứ hai ngày hôm nay em lên cho các bác là một chiếc kính quá là cổ điển luôn và quá là đẹp đây 880 3 triệu Việt Nam đồng chiếc kính này thì đang còn nguyên hộp giấy nguyên bao da và nguyên cả kính luôn nhé chiếc này thì các bác biết rồi nếu các bác xem theo dõi kênh em từ trước đấy là một chiếc Ray-Ban giọt lệ nhưng mà nó là cái dòng tốt găng các bác nhé Uh, đây bên dưới thì nó ghi rất là rõ này ORB 3025 cái dòng là một trong những cái dòng được mới sản xuất mới nhất rất là đẹp luôn và xuất xứ của nó là Italia chữ Ita này các bác thấy không ạ rất đẹp và rất chất lượng luôn trong bao nó rất là hay luôn và đây là cái bao kính của nó vẫn còn nguyên vẹn các bác nhé bao 880 3 triệu đồng và các bác nhìn này 100 phần trăm tiêu cái bao này rất là đặc biệt các bác nhé bao đường chỉ này lại bao đánh nhăn cực kỳ hay luôn bao đánh nhăn cực kỳ hay luôn, rất là nét cái dòng này thì cái dòng uh, top gun thì nó sản xuất gọi là sản xuất rất là ít nên là gần như ở Việt Nam các bác sẽ rất ít khi bị trùng. cái nút bấm của nó cũng bằng kim loại này, có chữ bên này. bên trong của nó thì thiết kế rất là đặc biệt, đấy. cái này thì bằng nhung hoàn toàn bằng nhung nên các bác cho vào rất là tiện lợi khi bác cầm này, các bác cầm cho vào này, rất là tiện lợi luôn. cái bao da cực kỳ đẹp luôn, đấy, hàng đẹp hàng độc có bác nhau một trăm phần trăm nói chung là cái dòng uh, Top Gun này thì lâu lâu mới về được một chiếc các bác ạ, chứ không phải khi nào cũng có đâu. Nên là các bác nào mà ưng ý chốt thì nhắn tin trực tiếp cho em. Cái này thì em khẳng định với các bác độ mới là 99% đổ lên các bác nhé Gần như là gần như là còn mới nguyên chưa một cái vết xuất sát khung gọng mạ vàng PVD rất là đẹp luôn. Mắt của nó là mắt G15 này. Các bác xem này. Chữ Ray-Ban thì được viết ở đây và đặc biệt là cái dòng Ray-Ban Top Gun nhé Cái dòng Top Gun. Top Gun thì là một cái bộ phim nổi tiếng của Mỹ ở những thập niên 70, 80. Em nhớ không nhầm được tại 80, 90 gì đấy. Đấy có diễn viên Tom Cruise rất là nổi tiếng ở Mỹ đóng và khi đấy thì bắt đầu cái dòng Top Gun này ra mắt là dành cho bộ phim đấy này chữ ray ban đặc biệt nó khác cái dòng ray ban thường là nó sẽ không nổi bật hẳn cái chữ ray ban lên các bác nhá và nó sẽ người ta sẽ in hơi nhạt đi một chút đấy cái ray ban thường thì thường nó sẽ rất là trắng này cái chữ ray ban nó rất là trắng này nhưng mà ray ban cái dòng top gun này thì nó là cái phiên bản đặc biệt đấy ở bên góc 3 giờ thì tất nhiên là nó vẫn sẽ có chữ rb chữ RB này, này em vừa cầm cái tay của cái nó có in cái vết vân tay đấy đấy chữ RB ghi rất là rõ này mắt kính chưa một cái vết xước sát nào cả không gọng đang còn vàng chóe luôn chui về đang còn rất là trong đây các bác xem này form dáng của em nó này rất là đẹp luôn chiếc này thì là size 58 14 phù hợp cho tất cả các dạng mặt các bác nhé lát nữa em sẽ quay và đo cho các bác xem cái này thì độ mới đang còn rất là cao ốc vít thì chưa hề bị thay thế vẫn đang còn nguyên vẹn 100% nói chung chiếc nào mà ốc vít mà bị thay thế hoặc có vấn đề thì em sẽ báo cho các bác ngay. Đây, những cây này ốc vít chưa hề thay thế luôn. Đặc biệt là những cái dòng top gun mới sản xuất, cái dòng top man mới nhất hiện đại nhất thì nó sẽ có chữ Ray-Ban made in Italy ở trên cái đầu gọng nó rất là giống cái dòng kính Mỹ đúng không ạ? Các bác nếu mà các bác xem kính Mỹ các bác biết. Ở bên gọng bên phải thì nó sẽ ghi đấy là Ray-Ban made in Italy. Đấy. Còn ở gọng bên trái thì nó sẽ ghi đấy là RB3025 Aviator metal. Vivo 025 này. 5814 là cái sai kính của nó các bác nhá. sai kính của nó là 5814. Vì vậy là cái bề ngang của nó sẽ tương đương tầm 14 cm và nó là một chiếc kính quốc dân phù hợp cho tất cả các dạng mặt. Bác nào ưng ừ, ghi chốt thì nhắn tin trực tiếp cho em. 14 cm các bác nhá, chuẩn chỉnh luôn, không sai một ly. Và chiếc kính này mang mã số là 880, nguyên hộp giấy bao da và kính đấy là 3 triệu Việt Nam đồng 880 3 triệu Việt Nam đồng bác nào mà muốn mua thì nhắn tin trực tiếp cho em vì chiếc này em nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất là nhanh hết vì vậy là bác nào mà muốn mua thì nhắn tin thật là sớm nhé nhắn tin sớm em luôn nói trên video đấy là em ưu tiên những ai uh, chốt sớm chuyển khoản sớm thì đấy, người đấy sẽ được ưu tiên kể cả kính Mỹ hay là kính ý các bác nhé và chiếc kính tiếp theo ngày hôm nay của chúng ta là một chiếc kính mang mã số là 881 2 triệu 6 chiếc kính này thì đã đang còn nguyên hộp này hộp này đấy bên trong thì có khăn lau và giấy tờ khăn lau và giấy tờ hộp hiếc thì đang còn nguyên vẹn rất là mới luôn 100% cắt tiêu v à, thường những cái dòng kính Ray-Ban thì lúc nào nó cũng là 100% cắt tiêu v các bác nhé lúc nào cũng là 100% cắt tiêu v vì khi các bác đi ra ngoài trời nắng ấy, cái tiêu v từ mặt trời nó chiếu vào mắt của chúng ta khiến cho cái con mắt của chúng ta nó rất dễ bị hư bị chói đấy vì vậy là cái dòng kính ray ban nó chống chói 100% và đặc biệt là cái dòng tráng gương như này nữa cái dòng tráng gương này các bác thấy này rất là nét luôn chữ đây được viết ở góc 11 giờ và chữ rb được khác ở cái góc 3 giờ thì không còn khác gì nữa rồi đúng không ạ và nhìn các bạn nhìn nó khác biệt không ạ nó trắng gương những cái dòng trắng gương thì nó chống va đập tốt này chống xước tốt này và đặc biệt là nó chống chói cực kỳ hay luôn các bác nào mà hay đi xe hay lái xe thì đeo cái dòng này em thì nhận phản hồi từ khách hàng em bán phải tầm 30 cây này rồi ba bốn cây này rồi và em thấy khách hàng của em thông báo lại là đeo thứ nhất rất là đẹp cái thứ hai trông chói trông lóa cực kỳ tốt các bác mà lái xe bên ngoài đường hay chạy xe ngoài đường các bác lái các bác đeo rất là sướng luôn và chiếc kính này cái form mắt cái màu mắt của nó đeo cũng rất là sướng màu mắt bên ngoài thì màu xanh nhưng mà nhìn từ bên trong ra thì nó lại màu gọi là màu xanh vàng này các bác nhìn rất là đẹp luôn truyền tải ánh sáng cực kỳ tốt luôn cái mẫu này thì nó không kén người đeo các bác nhé trẻ hay là tập trung niên đeo cũng rất là ok đấy các bác xem này form dáng của em nó này gọng tiếc chuôi chiếc này em quay rất cẩn thận cho các bác xem đấy form dáng này các bác xem chiếc kính này ok không ạ bên trên thì nó đang còn khá là ok độ mới cái này rơi vào tầm 99 các bác nhé mắt thì cũng chưa một vết xước sát nào cả này form dáng như thế này Gọng bên phải thì ghi đấy là Ray-Ban Made in Italy Chắc chắn là sẽ phải ghi như thế rồi Hàng chuẩn chỉnh chính hãng 100% Và gọng ở bên trái thì nó sẽ ghi đấy là RB3025 Aviator Metal 5814 Mà 5814 có nghĩa là nó là cái size quốc dân 14cm cái bề ngang rồi Nên là các bác yên tâm đeo chiếc này nhé 100% đeo rất là đẹp luôn Bề ngang của nó tiêu chuẩn là 14cm Phù hợp cho tất cả các dạng mặt một chiếc kính quốc dân Chiếc này thì ngày hôm nay em về tay cho các bác Nguyên bao da này Giấy tờ khăn lau đấy 2 triệu 600 nghìn đồng là mức giá của chiếc kính này À, em luôn nói với các bác là kênh của em lúc nào cũng là bao mọi chi phí gửi đến tận nhà cho các bác Đấy có rất nhiều kênh luôn bán hàng bên Nhật nhưng mà khi hỏi một giá Và khi các bác mua hàng thì người ta lại báo thêm cái giá vận chuyển về nữa Nhưng riêng kênh của em Tiến thì không bao giờ làm như vậy Em chỉ bán cho các bác là giá như thế nào thì đấy là cái mức giá về tay Đấy nói không với cái kiểu là báo giá xong lại báo giá thêm vận chuyển các bác nhé Nên các bác hoàn toàn an tâm 881 2 triệu 600 nghìn đồng Chiếc kính tiếp theo ngày hôm nay là một chiếc kính mang mạng số 882, 3 triệu 300 nghìn đồng. Ờ, đây là một chiếc kính Mỹ, chiếc kính từ những thập niên 70-80. 882 3 triệu 300 nghìn đồng trước tiên thì cái hộp kính này cũng đang còn khá là đẹp bên trong thì cũng khá là ok chưa có cái vết bị rách xước gì cả các bác nhá 100 phần trăm cắt tiêu đây là một chiếc kính Mỹ đấy sản xuất tại Mỹ luôn và đây là một chiếc kính cổ mạ vàng không gọng nó còn mạ vàng Đấy, không gọng mạ vàng các bác nhìn cái dòng mạ vàng thật nó sáng không ạ? Rất đẹp luôn, mắt là mắt xanh đen G15. À, bên uh, chữ Ray-Ban thì được viết ở cái góc bên uh, 11 giờ. Và đặc biệt là những cái dòng kính Mỹ thì các bác biết rồi, chữ BL, chữ B và L Ray-Ban ấy là kính Mỹ là nó sẽ được khắc ở hai bên nhá, không chỉ góc 3 giờ như kính Italia mà nó còn khắc ở góc 9 giờ như thế này. Và bên góc 3 giờ tất nhiên là nó vẫn sẽ có cái chữ BL này được triện chìm trên cái mắt kính ở góc 3 giờ đấy phong dáng cây này thì là một cái sáng cái phong dáng cổ điển rồi nhưng mà cái dòng kính mỹ thì nó mạ vàng nó dày hơn dày hơn phong dáng đây bác nhìn cái màu vàng của nó cũng khác biệt đúng không ạ và phong dáng cây này thì nó sẽ như thế này cái này thì có size 58 14 ngày hôm nay thì em lấy rất là nhiều kính quốc dân cho các bác đấy các bác nào mà thích kính này thì chốt sớm nhá ngày hôm nay thì em có một chiếc này thôi một chiếc kính gọi là mỹ giọt lệ thôi nên là bác nào mà ưng ý thì phải chốt sớm không gọng này là còn khá là ok các bác nhé Đấy, em quay rất là chi tiết từng chi tiết nhỏ một các bác nào mà ưng ý thì là chốt thôi Đấy, form dáng này chiếc này thì ngày hôm nay em về cho các bác cái mức giá cực kỳ ưu đãi đấy là 3 triệu 300 nghìn đồng là bao gồm tất cả các chi phí rồi giao tận nhà giao đến tận tay cho các bác luôn cái dòng này thì ở đặc biệt một cái là trên cổng cầu thì nó sẽ có chữ B và Ray-Ban các bác nhé B và Ray-Ban này còn cái size kính của nó thì nó sẽ ghi ở bên dưới đấy là cái 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 cỡ kích cỡ nó bao nhiêu nó ghi bên dưới này BVL Ribbon 5814 mà cái dòng kính Mỹ 5814 thì thường nó sẽ bé hơn cái dòng kính Mỹ dòng à, kính à, à, dòng kính 5814 của Ý một chút mắt cây này cũng đang còn khá là đẹp các bác nhé khá là đẹp cũng không có vết xước gì đấy rất là ok luôn form dáng phía sau đấy, form dáng ok không ạ các bác thấy ok không ạ Chiếc kính này thì cái bề ngang của em nó sẽ rơi vào tầm 13.9 tầm đấy. Thường cái dòng kính Mỹ thì nó rơi vào tầm đấy. Đây, các bác xem này, 13.9 cm các bác nhá. 13.9 cm phù hợp cho tất cả các dạng mặt. Và chiếc này thì là một chiếc kính Mỹ mạ vàng thập niên 70 80, 882 3 triệu 300 000 đồng là cái mức giá về tay của em nó. Ok, bác nào mà ưng ý chốt thì nhắn tin trực tiếp cho em nhé 3 triệu 300 000 đồng với cái mã số là 882 và đây, chiếc kính Italia nhưng mà đắt nhất trong ngày hôm nay. Đấy, tất nhiên là với cái mức giá cũng cực kỳ hợp lý. 883, 4 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé. Tại sao chiếc kính này lại có mức giá là 4 triệu 2 nhỉ? Chắc là các bác mà xem kỹ, các bác mà xem gọi là sành mắt thì các bác biết ngay. Đấy, một chiếc ray P, màu của nó là màu trà. Màu trà mạ, một cái lớp tráng gương nhẹ và có cái dòng chữ Troman ở đây. Đấy. Đầu tiên thì cây kính này mang mã số là 883 4 triệu 2 100% cắt tiêu V Đây là cây này thì đang còn khăn lau các bác nhé Và đây là một cái dòng kính mới nhất Hiện đại nhất và cũng đắt tiền nhất Của cái dòng ray -Ban ở Italia thời điểm hiện tại Chiếc kính này thì có phong dáng caravan Gọng vuông bản to Thân hình đốt trúc Đấy Mắt của nó là mắt vuông là hình chữ nhật này Chữ Ray-Ban P Đặc biệt là cái trong tất cả những cái dòng của kính kính Italia ấy Thì hiện tại cái màu này Ray-Ban P màu vàng màu trà này và dòng Chomen này là cái dòng đắt nhất đẹp nhất đấy và được ưa chuộng nhất và cực kỳ hiếm các bác nhé chữ Ray-Ban P được ghi ở cái góc 11 giờ này đấy Ray-Ban P có nghĩa là Ray-Ban phân cực các bác biết rồi đúng không mà cái dòng phân cực thì nó chống chói chống lóa cực kỳ hay luôn và khi các bác em nói thật đây không phải là em quảng cáo mà em đã trực tiếp trải nghiệm và có một chiếc kính như này rồi cái dòng Ray-Ban uh, Troman này này các bác đeo vào mắt các bác thấy ngay sự khác biệt tí nữa em quay lại cho các bác xem cái màu nhé nhưng mà khi mà các bác nhìn bằng mắt thường ấy nó rất là đẹp cái màu các bác nhìn ra rất là đẹp và cái màu lúc nào nó cũng đậm đà và nó gọi là đẹp hơn ở bên ngoài luôn và bên dưới này nó cũng sẽ có chữ Troman này đấy cái dòng này là cái dòng mới nhất hiện đại nhất rồi và chữ RB thì được chuyện chìm ở cái góc 3 giờ giống như bao nhiêu cái dòng ray ban khác đấy các bác xem chắc là các bác mà xem kính nhiều thì các bác biết rồi cái này thì gọng vuông bản to thân bên trên là đốt trúc các bác nhé gọng đốt trúc này các bạn nhìn cái phong dáng có đẹp không ạ quá đẹp và quá xuất sắc luôn gọng là gọng đồi mồi chui là chui đồi mồi gọng chui là đồi mồi đấy gọng vuông bản to mạ vàng pvd các bác thấy không giật rất là dày luôn đeo cực kỳ sướng chiếc này thì là gọng đồi mồi này bên này cũng gọng đồi mồi này gọng vuông bản to này và các bác nhìn này có thích không ạ quá đẹp luôn chiếc kính này thì có cái sai kính đấy là 55 15 các bác nhé 55 15 chiếc này phù hợp cho các bác mặt vừa hoặc các bác mặt hơi bé một chút thì đeo rất là ok các bác mặt to thì sẽ không vừa chiếc này nhá Nói chung là các bác nào mặt vừa đấy, hoặc mặt hơi bé một tí thì đeo vô cùng đẹp luôn Ray-Ban Italia đấy Ucasia và Polazio tất cả những cái tính năng chống chói chống lóa rồi đậm màu rồi bảo vệ mắt nó tích hợp hết trong chiếc kính này đấy các bác xem cái chiếc kính này Ray-Ban Made in Italy Ucasia Đấy Một chiếc kính phân cực Troman, cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn Độ mới của chiếc kính này là 99% Đấy Bên này thì nó ghi là RB3636 New Caravan 9196 trên G5 Đấy 5515135 2P Phong dáng cực kỳ đẹp Gọng vuông và to cực kỳ chất luôn Các bác nhìn cái màu của nó này Các bác nhìn cái màu của thích không ạ Cái màu quá là đẳng cấp luôn Quá là đẹp luôn cái dòng này cây này thì em chắc chắn là ngày hôm nay là bác nào phải nhắn tin nhanh thì mới còn nhé nếu mà nhắn tin chậm thì chắc chắn là hết hàng form dáng rất đẹp luôn độ mới rất là cao mắt chưa một cái vết xước sát nào cả các bác thấy ok không ạ và chiếc kính này thì cái bề ngang chiếc kính này thì em bảo rồi nó phù hợp các bác mặt vừa vừa và mặt hơi bé bề ngang của em nó sẽ rơi vào tầm 13.5 13.6 cm các bác nhé đây 13.6cm này Phù hợp cho các bác mặt vừa và mặt hơi bé một chút Thì đeo rất là đẹp luôn Và phong dáng cây kính này thì các bác nhìn lại một lần nữa Đấy trước khi chốt là có ok không Và đặc biệt em nói trước Đấy là chỉ có một chiếc thôi Nên là nếu mà ưng ý thì nhắn tin thật là sớm nhé Nếu mà nhắn tin muộn thì chắc chắn là sẽ hết hàng Vì vậy là các bác mà ok thì nhắn tin thật là sớm giúp em Ưng ừ ý thì uh, em sẽ chuyển về Việt Nam sớm nhất có thể cho các bác luôn và chiếc kính này thì có cái mức giá là 883 mức giá là 4 triệu 200 nghìn đồng là cái mức giá về tay bao mọi chi phí gửi đến Việt Nam giao tận nhà cho các bác luôn bác nào mà ưng ý chốt thì nhắn tin trực tiếp cho em 883 4 triệu 200 nghìn đồng Ok chiếc kính tiếp theo ngày hôm nay thì là một chiếc kính Ray-Ban P một chiếc kính Ray-Ban khung gọng đen cực kỳ phù hợp cho các bác phối đồ và lên đồ đi chơi 885 2 triệu 500 nghìn đồng một cái mức giá rất là phải chăng giấy tờ khăn lau bảo hành tặng kèm thêm một cái khăn lau ngoài khăn lau ngoài của hãng kính Đấy, các bác xem này chiếc kính này thì là một chiếc kính cực kỳ dễ đeo cực kỳ dễ phối đồ và nó chống mùi hôi mối rất là tốt một chiếc kính Ray Ban P cái dòng kính phân cực các bác xem có đẹp không ạ cái dòng kính màu đen này thì các bạn thanh niên các bạn ấy đeo rất là đẹp các bác nhé đeo rất là đẹp các bác mà tập trung tuổi đeo cũng rất là đẹp đấy kính đen không gặp màu đen chúng ta mặc vào mặc đồ vào đeo đeo đồ vào rất là phối phối đồ rất là đẹp luôn này không gọng đều là màu đen chui màu đen này bên trên này đấy, màu đen xám nhé các bác nhé không gọng đang còn rất là mới luôn chiếc này thì độ mới gần như là 99 phần trăm quá đẹp và cái màu mắt của nó cũng rất là chất luôn cái màu mắt của nó này đấy, chiếc kính này thì cái form dáng cơ bản của một chiếc kính uh, giọt lệ các bác xem có ok không ạ Ray-Ban P rất là chất lượng luôn. Đấy. Cái này thì uh, bên gọng bên phải thì sẽ ghi đấy là Ray-Ban Made in Italy, Plagio. Và cái dòng uh, Poragio này là cái dòng Ray-Ban phân cực các bác nhé. Mà Ray-Ban phân cực thì em đã nói với các bác rất là nhiều lần rồi. Chống chói, chống lóa cực kỳ tốt, chống va đập cực kỳ hay luôn. Và bên phải thì sẽ ghi đấy là RB3025 Aviator Methane và size của em nó là 58-14. Rất là đẹp và rất chất lượng form dáng này. Phong dáng cực kỳ cơ bản của một chiếc uh, kính Italia. Gọng thì gồm hai gọng cầu, một gọng cầu bé một gọng cầu ngang. Màu mắt là màu mắt xanh đen rất là đẹp luôn và bên mắt trái thì có ghi chữ Ray-Ban P. Phong dáng quá là tuyệt vời. Các bác xem chiếc này có ưng ý không? Đấy. Nếu mà ưng ý thì chốt sớm các bác nhá. Chiếc kính này thì size 58 vì vậy là cái bề ngang của em nó sẽ là 10 uh... 10 10 14 cm đấy không thể khác được 14 cm phù hợp cho tất cả các dạng mặt bác nào mà ưng ý chiếc này Ray-Ban P mà thích cái màu đen này và đặc biệt cái dòng này thì nó chống mồ hôi mối cực kỳ tốt các bác có đeo dăm 3 năm cũng không bao giờ có vấn đề gì các bác nhé 885 2 triệu 500 nghìn đồng bác nào mà ưng ý chốt thì nhắn tin trực tiếp cho em số điện thoại Zalo thì em luôn để trên góc phải màn hình rồi Ok hiện tại thì ngoài kênh kính ra em tiến có một kênh nữa đây là tiếng Sky Japan kính mắt chính hãng và kênh Tiến Sky Japan Đồng hồ Nhật Bản. Các bác nếu mà ưng ý à, những chiếc kính thì mua, ủng hộ em. Và nếu các bác muốn mua đồng hồ Nhật, đồng hồ thị sĩ thì cũng nhắn qua số số à, sang kênh Tiến Sky Japan Đồng hồ Nhật Bản để xem những cái chiếc đồng hồ mà em mới đăng các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên cho các bác những siêu phẩm còn lại và mời các bác tiếp tục thưởng thức video. Các bác xem chiếc kính tiếp theo. Rất là lâu rồi thì em mới săn một chiếc kính phiên bản General này các bác nhé. Các bác có thể thấy này, đây là một chiếc kính cực kỳ đẹp luôn, rất là lâu rồi một cái mẫu này và cái mã số của nó cũng là một mã số rất là đẹp cơ. 886 2 triệu 800 nghìn đồng Bên trong nó còn khăn lau và giấy tờ các bác nhé khăn lau và giấy tờ này, 100% cắt tiêu V. À, cái chiếc kính này thì nó có hai gọng cầu, một gọng cầu bé và một gọng cầu ngang. Cái gọng cầu ngang này thì nó giống như cái dòng kính tướng quân của Mỹ đấy. Đấy nên là cái dòng kính này người ta hay gọi là cái dòng kính General. Đấy, các bác xem ok không ạ? Mắt của nó là mắt hình kim cương, mắt hình kim cương này quá đẹp và quá xuất sắc luôn, mắt kim cương. Đấy, chữ Ray-Ban thì được viết ở cái gọng cái mắt kính bên trái này và chữ RB được khắc ở bên phải. Mắt của nó là mắt màu xanh. Cực kỳ đẹp luôn, chiếc kính này em đã từng đeo, em đã từng đeo và chụp ảnh up lên. Các bác nào mà thấy ưng ý chiếc này thì nhắn tin trực tiếp cho em nhé. Này các bác xem này. Gọng cầu rất là đẹp luôn. Dòng kính này cực kỳ chất. Đeo rất là sướng luôn, các bác đeo chụp ảnh lên cực kỳ đẹp luôn các bác nhé Gọng em nó là gọng vuông bản to gọng vuông bản to đấy, các bác thấy ok không ạ gọng vuông bản to chữ ray ban được viết ở ngay đầu gọng này gọng chuôi là chuôi đen này bên này cũng y hệt này và chiếc kính này có xuất xứ từ italia gọng nó sẽ ghi đấy là ray made in italy đấy, ở gọng bên phải và gọng bên trái thì sẽ ghi đấy là rb 3648 đấy size của em nó là 52 23 145 và cây này thì ở trên cái cái gọng cầu trên thì nó sẽ ghi đấy là Ray-Ban made in Italy. Các bác thấy ok không ạ? Form dáng này rất là đẹp và xuất sắc luôn. Ốc vít chưa hề bị thay thế và mắt của nó này, các bác nhìn mắt của nó này. Rất là đẹp luôn các bác nhá, cái dòng kính mắt kim cương như thế này các bác đeo thực sự là rất là đẹp trai luôn, gọi là tôn khuôn mặt lên rất là nhiều. Đấy, chiếc kính này thì cái bề ngang của nó sẽ là bao nhiêu đây ạ? Cái kính này cái dòng này bề ngang nó cũng rất là dễ đeo thôi đây em mở ra đeo cho quay cho nó dễ cho các bác thấy này đây nhá bề ngang của em nó là 14 cm luôn đúng sai quốc dân phù hợp cho tất cả các dạng mặt luôn bác nào mà không săn chiếc này thì nói thật là hơi phí hơi phí đấy em quay lại cho các bác xem cái chiều kính của nó này đeo rất là đẹp luôn và cái dòng mắt uh, Ray Ban thì nó là chỉ có mỗi cái dòng này là nó là cái dòng mắt mắt uh, mắt mắt hình kim cương như thế này thôi và bác nào mà thích cái dòng này thì không thể bỏ qua chiếc này được đâu các bác ạ chiếc này thì ngày hôm nay em về tay các bác có mức giá là 2 ,8 triệu 8 đấy các bác nhìn cái màu mắt có đẹp không ạ nhìn cái màu mắt mê ly luôn đeo đi chơi đeo đi du lịch chụp ảnh thực sự rất là sướng và chiếc kính này thì ngày hôm nay em lên cho các bác với mức giá là 2 triệu 800 nghìn đồng mã số là 886 một cái mã số gọi là uh, phát lộc phát phát lộc đấy 2 triệu 800 nghìn đồng bác nào mà ưng ý chốt thì nhắn tin trực tiếp cho em nhé 886 2 triệu 800 nghìn đồng là mức giá về tay của chiếc kính này và đây các bác chờ đợi từ nãy đến giờ thì đây mới là siêu phẩm của ngày hôm nay này 888 4 triệu Việt Nam đồng các bác thấy con số quá đẹp đúng không ạ Đây là một chiếc hộp riêng các bác nhé một chiếc bao, bao da riêng nhé đấy Grand New Day này đấy. bỏ kính vào trong đây đóng lại có 5 châm hút lại này và chiếc kính này thì là một chiếc kính gọi là nó rất là giống cái dòng kính Solex -like, sống châu đặc biệt là cái gọng bên trên mạ vàng cực kỳ dày luôn nó được sản xuất từ những thập niên 80. các bác nhìn này form dáng cực kỳ đẹp luôn cây này thì các bác không chốt thì còn cây nào chốt nữa ngày mấy hôm vừa rồi thì em về được một hai cây rất là đẹp và các bác cũng đã chốt hết rồi mà ngày hôm nay thì về thêm được một cây này nữa mắt là mắt quả trứng này mắt quả trứng này khung gọng mạ vàng Công gọng mạ vàng cực kỳ đẹp cực kỳ sáng luôn các bác xem có thấy ưng ý không ạ cực kỳ vàng cực kỳ sáng luôn chuôi gãy gọng vuông bản to mạ vàng bản nó to như này chuôi là chuôi màu gỗ này chuôi màu gỗ đấy chuôi là chuôi màu gỗ các bác nhé các bác xem cái cây này có đẹp không nếu mà đẹp thì các bác chốt sớm vì thực sự là em nói thật với các bác là nhiều khi các bác nhắn tin em cũng nể vì là ba bốn người thậm chí là chục người hỏi một chiếc kính mà kính thì chỉ có một chiếc thôi nên là chỉ có một người mua được thôi đấy không phải là ai cũng mua được đấy bác nào mà nhanh tay thì em gọi là ưu tiên luôn đấy những người sau thì thôi đợi cây khác nên là các bác cũng rất là thông cảm giúp em em cũng muốn có hàng để bán cho các bác nhưng mà không phải khi nào cũng có các bác ạ phong dáng rất là đẹp không gọng mạ vàng đấy gọng rất thẳng rất đẹp luôn mắt là mắt quả trứng này mắt là mắt quả trứng này không gọng bên trên mạ vàng này Đấy, form dáng. Các bác xem có ưng ý không ạ? Ốc vít đang còn nguyên vẹn các bác nhé. chuôi về là còn trong vắt. Độ mới là gần như là rất là cao, độ mới rất là cao luôn. Những cái dòng này thì ở bên này thì nó sẽ không khắc. Nhưng mà nó sẽ ghi ở bên cái hông của nó các bác nhé. Hông này. Hông nó sẽ ghi này. nhìn nó hơi khó các bác nhỉ này các bác xem nhé nó ghi này v kép một chín một chín bảy chín đấy sản xuất năm một chín bảy chín các bác nhé sản xuất năm một chín bảy chín luôn đấy thập niên cuối thập niên bảy mươi và gọng bên này thì nó sẽ ghi đấy là bvl ray ban usa này các bác xem này bvl ray ban usa có thấy gì chưa B và là Raven, USA Ok và chiếc kính này thì hôm nay sẽ về tay ai thì các bác nhắn tin cho em mà em ưu tiên người nào chuyển khoản trước các bác nhé Đấy hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Nhật những cái chiếc kính như thế này thì em rất là hiếm khi mới săn được khung gọng mã vàng mắt rất là đẹp rất là chất lượng luôn Đấy, em quay lại một lần cuối để cho các bác xem và những cái dòng kính này thì cái bề ngang nó sẽ không to các bác nhé những cái dòng kính này thì phù hợp cho các bác mặt tầm uh, uh, vừa đấy bề ngang của em nó sẽ là bao nhiêu đây 13.7 13.8 cm các bác nhá, một cái sai kính quốc dân quá là đẹp luôn. Và chiếc kính này thì ngày hôm nay mang cái mã số cũng cực kỳ chất lượng. Phát phát phát. 888 4 triệu Việt Nam đồng là cái mức giá về tay của chiếc kính này. Bác nào ưng ý chốt thì nhắn tin thật là sớm nhá. Chiếc kính này thì ngày hôm nay em nói thật là chỉ có một chiếc thôi nên là bác nào mà nhắn tin sớm thì em sẽ ưu tiên ạ. Ok, 888 4 triệu Việt Nam đồng và cái siêu phẩm cuối cùng của ngày hôm nay siêu phẩm cuối cùng của ngày hôm nay là một chiếc kính cực kỳ chất cực kỳ hiếm dạo gần đây thì em nói thật với các bác gọi là chầy ra chóc vẩy mới săn được mấy cái chiếc ray ban ferrari này 889, 3 triệu việt nam đồng có lẽ các bác là mấy hôm nay xem video của em thì cũng thi thoảng em mới săn được một chiếc đúng không ạ đấy cái dòng này thì là kết hợp giữa ray ban và ferrari ray ban thì là hãng kính còn ferrari thì là cái hãng uh, uh, xe siêu xe siêu xe xe sang 100% cắt TOV Những cái dòng kết hợp như thế này thì nó luôn là cái hộp đen Chỉ là chỉ đỏ và cái ấn nút là nút đỏ này Bên này là logo của Ray-Ban Còn bên này là logo có hình con ngựa của Ferrari Những cái hãng xe và những ngôi sao hàng đầu thế giới Rất là hay đi và những cái hãng xe đua Đấy vì vậy là nó thiết kế những cái dòng kính Là chuyên cho các bác mà hay lái xe này Bên trong thì khăn lau Giấy tờ đang còn nguyên vẹn Đấy đến cái um, giấy tờ bảo hành của nó Cũng có in logo Ferrari Ray-Ban các bác nhé Rất là đẹp luôn Ok, và cái hộp này thì em để ở đây. 889 3 triệu Việt Nam đồng. Bác nào mà nhanh tay, chốt sớm cây này thì em khẳng định với các bác luôn này. Độ mới là 100% là 100% luôn chứ không phải là 90% nữa các bác nhá. Cái kính này thì đặc biệt một cái đấy là không phải là cái gọng đây là không phải là gọng sâu mà nó là gọng bằng luôn này, bằng luôn này. Bằng lì luôn này. Bằng, luôn này, bằng luôn này. Có nghĩa là tất cả gọng và mắt là đều bằng nhau hết. Và vật liệu của nó là những cái vật liệu siêu nhẹ bên góc trái thì có ghi Ray-Ban P góc phải thì nó sẽ ghi đấy là RB được triện chìm và đặc biệt cái dòng này thì nó là cái dòng live với Ferrari nên là sẽ có cái logo hình con ngựa ở trên mắt bên phải này chỗ này bác thấy rõ không ạ đấy logo hình con ngựa Ok và chiếc kính này thì ngày hôm nay em về cho các bác bác nào mà may mắn thì sẽ săn được chiếc này những cái dòng Ferrari liên quan đến Ray-Ban này ấy thì nó thường là cái những cái hãng sản xuất xe hơi này ấy, thì nó sẽ là sản xuất cho những cái dòng kính có thể là lái xe được và đặc biệt là lái xe đua được nên là các bác hoàn toàn an tâm màu mắt của em nó cực kỳ đẹp luôn màu mắt cực kỳ đẹp luôn các bác xem ok không ạ ok thì nhắn tin sớm nhé và gọng khung của nó này có chữ ray ban được viết ở bên này gọng khung có chữ ray ban được viết ở bên cái gọng bên này chuôi chuôi là chuôi đen này cái chữ ray ban ở đây là màu đen gặp màu nâu cà phê Đấy, bên gọng bên này thì cũng y hệt như vậy và chiếc này thì các bác nhìn cái gọng bên phải của nó sẽ được ghi chữ này. Ray-Ban Made in Italy được ghi ở gọng bên phải. Đấy. Còn ở gọng bên trái thì nó sẽ ghi đấy là R... À, AM, AM. cái dòng này là dòng AM230016018140. Cây này thực sự đeo vào quá là đẹp các bác ạ, đeo lại đeo vào cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn này cái mắt của nó nó mắt bằng luôn đó, các bác nhá. Mắt bằng, chống chói chống lóa ray ban p phong dáng cực kỳ đẹp luôn phong dáng cực kỳ chất lượng cho chiếc kính này luôn chống chói chống lóa cái dòng ray ban p hay còn gọi là dòng cái dòng ray ban phân cực các bác không tin thì các bác có thể là nhìn đây này, này em sẽ test cho các bác xem nhìn cái màu mắt nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó chống uv cực chỉ có chống cái uv đấy cái ánh đèn cực kỳ tốt luôn đây là cái ánh đèn uv nó giống như là cái ánh nắng mặt trời các bác nhé và nó như một cái đèn pha ô tô nó chiếu vào mắt này thì khi cái tia UV nó đi qua cái trong mắt này thì nó tắt hoàn toàn luôn 100% cắt tia UV và chiếc kính này thì cái bề ngang của nó sẽ là bao nhiêu thì em sẽ đo để cho các bác xem chiếc kính này thì là cái size rất là dễ đeo thôi cây này thì em nghĩ là nó rơi vào tầm 14.3 ba tầm 14.3 14. đây 14.3 cm các bác nhé 14.3 cm phù hợp cho tất cả các dạng mặt luôn và ngày hôm nay đây là chiếc duy nhất Ray-Ban Ferrari mà em tiến săn được. Các bác nào mà ưng ý chốt thì nhắn tin trực tiếp cho em, em sẽ gửi về Việt Nam thật là sớm. 889 3 triệu Việt Nam đồng là mức giá của chiếc kính này, bao gồm mọi chi phí gửi đến tận nhà, giao tận tay cho các bác luôn. Ok, và đây là chiếc kính cuối cùng 889 3 triệu Việt Nam đồng. Ok, và video ngày hôm nay thì em sẽ kết thúc tại đây. Những chiếc kính thì em cũng đã lên cho các bác xem rồi. Bác nào mà ưng ý chiếc nào và muốn mua chiếc nào thì nhắn tin trực tiếp cho em. Số điện thoại Zalo thì em luôn để trên cái góc phải màn hình và cái uh, số uh, cái mã QR thì em cũng để ở góc trái các bác nhá. Các bác hoàn toàn có thể là uh, nhắn uh, kết bạn qua số điện thoại hoặc là quét cái mã QR ở góc trái màn hình các bác thấy cái chỗ mà có chữ Zalo có mấy cái chấm chấm đen ấy, thì các bác quét cái camera qua đấy thì nó sẽ hiển thị ra cái Zalo của em. Và nếu mà các bác muốn mua kính thì các bác sẽ mua kính và nếu mà các bác có sở thích đồng hồ thì các bác hết video này các bác sang kênh đồng hồ để xem những cái uh, chiếc đồng hồ Nhật, những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà em vừa mới đăng trong ngày hôm nay các bác nhé. Rất nhiều đồng hồ đẹp mà em tiến quay và mua tại Tokyo cũng như là Nhật Bản. Ok, và xin phép các bác được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Bác nào mà muốn mua hàng thì nhắn tin thật là sớm. Đấy là cái điều mà em luôn nhắc các bác. Cảm ơn các bác đã đồng hành và nhớ là ấn một nút like để ủng hộ em Tiến này và ấn cái nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được cái thông báo mỗi khi em Tiến đăng video các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ em. Em cảm ơn ạ.